Cảm ơn quý khán giả đã trở lại chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Trước khi tạm ngừng cho phần thông tin thương mại, bác sĩ Gina Trần có bắt đầu trình bày về đề tài shingle, bệnh zona cho quý khán giả. Cho chúng tôi tiếp tục về cái đề tài đó. Sau khi trình bày xong, nếu quý khán giả còn thắc mắc, quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng của tôi. Đó là bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, số điện thoại là 1800 đẹp thêm, tức là 1800-337-8436. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của văn phòng bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS, số điện thoại 714-638-7940. Thưa bác sĩ Gina Trần, nói về cái đề tài shingle hay bệnh zona, thì theo kinh nghiệm tôi thì tôi có gặp một trường hợp một người bệnh nhân đàn ông đau ngực, xong rồi đau rất là nặng và đi tới phòng cấp cứu. Cho người ta khám coi có bị vấn đề về tim hay không, sau đó vẫn đau và phải vào nhà thương, xong rồi điều tra đầy đủ, cuối cùng không có, sau một ngày hai ngày không thấy là có vấn đề gì hết, không có gì bất bình thường hết, nhưng mà ngày số 3 hình như là ông bắt đầu hiện ra mấy cái hột mà nó nổi lên trên ngực. Cái triệu chứng đầu tiên thường thường bệnh nhân bị cái bệnh shingle cảm thấy là cái triệu chứng nào? Dạ, thường thường lúc ban đầu thì bệnh nhân sẽ có thể bị sốt, cảm thấy mệt mỏi trong người như là mình bị bệnh. Và đặc biệt là ở một cái vùng da, bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là đau, cảm thấy rất là nóng và tê. Nhưng mà trên cái làn da đó thì bình thường không có dấu hiệu bị viêm gì đó vì hết. Thì cái tình trạng này kéo dài từ 1 cho tới 3 ngày. Sau đó thì cái làn da mà bị đau sẽ trở nên đỏ và những cái mụn nước sẽ cũng bắt đầu nổi lên. Và những cái mụn nước này tiếp tục nổi thêm những cái mụn mới và sẽ làm thành chùm. Và nó kéo dài trong vòng cỡ chừng 10 ngày. Sau 10 ngày thì thường thường là những cái mụn nước mới nó không có nữa mà nó bắt đầu vỡ ra. Và những cái vết này nó sẽ trở thành màu đỏ và nó trở thành thẹo và nó, nhưng mà với thời gian thì nó cũng sẽ biến mất, và thường thường thì nó kéo dài như vậy từ 2 tới 4 tuần thì cái da sẽ lành lại bình thường. Dạ, theo bác sĩ Gina nghĩ đó thì mấy bệnh nhân nào mà bắt đầu đau ngực? Dạ. Giống như cái trường hợp mà bệnh nhân tôi kể cho quý vị biết đó, thì cái bệnh đầu tiên mà ta nên nghĩ là bệnh zona hay là bị cái bệnh gì khác? Dạ, nhất là sợ nhất là bệnh đau tim. Dạ. Dạ. Thường thường mình nói là cái gì xảy ra thường xuyên thì nên suy nghĩ về cái đó trước. Thưa quý khán giả, mình gặp cái con ngựa thường xuyên hơn là cái con zebra. Dạ. Nên nếu mà mình người đàn ông bị đau ngực, cái đầu tiên mình nên suy nghĩ là bị bệnh tim. Bị nghẹt mạch máu tim nên phải đi bác sĩ gia đình hoặc là đi vào phòng cấp cứu. Sau khi điều tra xong, nếu mà không có gì bất bình thường rồi, mình mới suy nghĩ có thể là bị cái bệnh viêm, bị bệnh zona hoặc là cái bệnh shingle. Yeah. Cái trường hợp nào, cái thời gian nào là cái thời gian mà dễ lây cái bệnh shingle này? Yeah, cái thời gian mà cái nước nó vỡ ra, nếu mà chúng ta bị tiếp xúc với người bệnh và bị cái chất nước đó nhưng mà cũng muốn nói rõ lên là bệnh zona hoặc là bệnh shingle không phải là một bệnh nhiễm trùng. Thành ra nếu chúng ta tiếp xúc với người bị bệnh, chúng ta không có bị bệnh zona, chỉ trừ khi nếu mà chúng ta chưa bao giờ bị bệnh trái rạ, hoặc còn có gọi là bệnh thủy đậu, hoặc là chúng ta chưa bao giờ chích ngừa bệnh trái rạ, thì khi chúng ta tiếp xúc với người bệnh zona, chúng ta có thể bị bệnh trái rạ hoặc là bệnh thủy đậu. Tại vì bệnh zona không phải là bệnh truyền nhiễm, mà đó là một cái sự mà thức dậy của một cái con siêu vi trùng ở trong cái cột sống và gây ra bệnh zona. Dạ. Yeah. Mà lúc mà mấy cái hột nó nở mà vỡ mà gì mấy cái nước đó, thì có cách nào là giúp cho bệnh nhân nó không có đau trong cái trường hợp đó không? Dạ, bệnh nhân nếu mà có những cái triệu chứng của bệnh zona thì nên đi gặp bác sĩ liền tức thì để được chữa trị cho đúng cách. Tại vì bệnh zona phần đông thì là một cái bệnh mà không có nguy hiểm.
nhưng mà nó tùy thuộc vào cái sự kháng sinh của chúng ta và cũng tùy thuộc vào cái cách trị và phải trị cho đúng cách. Tại vì có những trường hợp bệnh nhân không có được chữa trị đúng cách, sau khi cái làn da đã lành rồi, bệnh nhân vẫn còn đau trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm hoặc là mãi mãi luôn. Theo luận hiểu là lúc mà nó mới bắt đầu hiện ra mấy cái hột đó hay mới bắt đầu có mấy cái triệu chứng của cái bệnh zona thì có thuốc gì mà mình có thể giúp cho bệnh nhân cho nó không có đau lắm hay là cái thời gian mà bị ngắn hơn không? Dạ, có vài cái thuốc. Cái thuốc mà quan trọng nhất là cái thuốc mà kháng lại cái con siêu vi trùng. Có ba cái thuốc đều tốt như nhau. Cái thuốc thứ nhất là acyclovir. Cái viên thuốc đó là 800 mg, mình uống 5 lần một ngày trong vòng 7 ngày. Cái thuốc thứ nhì là valacyclovir, còn gọi là Valtrex, thì nó là cái viên thuốc mà 1000 microgram, và uống 3 lần một ngày và trong vòng 7 ngày. Và cái thuốc thứ ba là famciclovir, là 500 microgram, uống 3 lần một ngày trong vòng 7 ngày. Phần đông thì bác sĩ thường cho bệnh nhân thuốc acyclovir, nhưng mà thiệt sự thì cái thuốc này nó hơi bất tiện, là tại vì phải uống tới 5 lần, trong khi hai cái thuốc kia thì uống chỉ có 3 lần một ngày trong vòng 7 ngày. Nhưng mà cái thuốc acyclovir thì nó có nó là cái thuốc mà ra trước nhất và nó cũng là cái thuốc rẻ nhất. Thành ra đôi khi những cái hãng bảo hiểm nó chỉ trả tiền cho cái thuốc rẻ thôi, nó không có trả tiền cho những cái thuốc mắc kia. Bác sĩ Gina có mang mấy tấm hình muốn chia sẻ với khán giả. Cho tôi bỏ cái hình lên kia TV xong rồi bác sĩ Gina chia sẻ mấy cái chi tiết. Dạ, đây là cái bức hình mà điển hình của cái bệnh zona. Quý vị có thấy được là trên cái làn da nó màu đỏ, nó bị viêm lên. Và sau đó thì những cái mụn nước nó bắt đầu nổi lên. Cái hình kế bên này là cái lưng của một người bệnh nhân. Và đây là cái rash của bệnh zona. Và như quý vị thấy là nó chỉ xảy ra một bên thôi và nó ngừng lại ở phía chính giữa. Nó không có đi qua phía bên kia. Và nó cũng chỉ xuất hiện theo một cái đường dây thần kinh thôi, một vùng nhỏ thôi. Quý vị nhìn cái hình, quý vị biết là mình có xương sống và có xương sườn. Và mỗi cái xương sườn nó có một cái dây thần kinh đặc biệt cho nó. Thì nó có một cái vùng mà cái dây thần kinh nó cho mình có cảm giác. Nên cái vùng mà quý vị để ý một bên, cho trường hợp này là bên phải sau lưng cho người bệnh nhân, thì cái vùng nó đi theo cái lằn cong của cái xương sườn. Nên nếu mà mình để ý mà có nổi lên mấy cái hột đó mà đi theo một cái vùng mà nó đi theo một cái lằn cong của cái xương sườn thì làm cho mình nghi ngờ là cái bệnh zona. Dạ, cũng thấy là nó ngừng lại ở chính giữa, nó không có, nó chỉ đi phía bên mặt hoặc là bên trái, nó không bao giờ xảy ra ở bên mặt và bên trái luôn. Mà cái này là sau lưng thì thường theo loại hiểu là nó không bắt buộc phải hiện ra từ sau lưng rồi mà lan ra phía trước, nhưng mà có thể nó lan hiện ra bất cứ chỗ nào của cái vùng dây thần kinh. Dạ, của cái vùng dây thần kinh đó nó có thể chạy ra phía trước luôn. Cái kế tiếp. Cái này thì hơi nặng. Cái shingle này nó kéo dài một cái vùng to, nhưng mà một lần nữa quý vị cũng thấy nó là cái nền da màu đỏ và những cái mụn nước và nó cũng ngừng lại chính giữa. Nó chỉ xảy ra một bên thôi, nó không xảy ra hai bên. Nếu mà mình nhìn gần hơn, quý vị có để ý có vùng nó có bọt nước, có vùng nó hơi có cái vảy khô rồi. Dạ đúng. Nghĩa là cái thời gian này là thời gian khúc nào của cái bệnh này? Cái này nó cũng tùy thuộc, tại vì những cái mụn nước này nó có thể kéo dài từ tới 10 ngày, nó có thể bắt đầu nổi thêm mụn mới, sau 10 ngày thì nó không có nổi nữa. Và nó có những cái mụn mà nó nổi trước thì nó có thể vỡ ra trước. Đây cũng là cái bệnh zona nữa, và nó xuất hiện ở một cái vần cổ, nó rất là một cái vùng nhỏ, và nó cũng không có, cũng đi một bên thôi. Còn đây là zona mà nó ngay cái mắt, đây là cái trường hợp mà nguy hiểm nhất, quý vị. Nếu mà zona mà nó xảy ra ở mặt mà nó đi tới mắt như vậy thì phải nên đi bác sĩ và phải đi gặp bác sĩ chuyên môn về mắt liền để mà được khám bệnh và chữa trị cho kịp thời, tại vì nó có thể làm cho mờ mắt và thậm chí bị đuôi mắt.
Yeah. Quý vị nhìn thấy là mình có cảm giác ngay cái làn da và mình cũng có cảm giác ngay cái màng của cái mắt, cái lòng trắng, lòng đen. Nếu mà nó hiện ra mấy cái bọc nước đó mà mình để cho nó vỡ, mà nó lại thẹo, mà cái thẹo nó hơi dày hay hơi hơi nhiều đó, thì cái chỗ mà mình nhìn ra, cái chỗ mà cái ống kính của cái mắt nó nhìn ra nó hơi bị đục á, thì giống như là quý vị lái xe mà cái kính mà mình không có quẹt đi được thì nó mờ, nó đục, nó lòe. Nên cho trường hợp này đây là một cái mà cần đi bác sĩ cho chữa càng sớm càng tốt. Cho tôi tạm ngừng ở đây sau phần thông tin thương mại, tôi sẽ trở lại và cho bác sĩ Gina Trần tiếp tục chia sẻ với quý khán giả về bệnh shingle.